Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Hội đồng giám mục Pakistan âu lo về nguy cơ chiến tranh giữa nước này và Ấn Độ. Những hoạt động bác ái đầu năm 2019 của Caritas Hà Nội. Sứ điệp mùa chay năm 2019. Bye. Tin Pakistan Hội đồng giám mục Pakistan âu lo về nguy cơ chiến tranh giữa nước này và Ấn Độ. Sau cuộc tấn công ở Kashmir vào ngày 14 tháng 2, trong đó 42 binh sĩ Ấn Độ bị giết, quân đội Ấn đã thực hiện một cuộc đột kích vào một trại huấn luyện của các phần tử cực đoan Hồi giáo nằm sâu bên trong lãnh thổ Pakistan. Đây là cuộc tấn công đầu tiên kể từ năm 1971 khi hai nước giao tranh với nhau về việc Bangladesh ly khai khỏi Pakistan. Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố rằng trên 300 tên khủng bố đã bị giết chết trong cuộc tấn công vào nhóm khủng bố Chayshi Mohammed. Đây là một nhóm thánh chiến Hồi giáo Sunni được hình thành tại Ấn Độ, nhưng các trung tâm huấn luyện của chúng được đặt tại Pakistan. Chúng chạy qua, chạy lại giữa biên giới hai nước. Nhóm khủng bố Chayshi Mohammed đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ở Kashmir hôm 14 tháng 2 lo sợ sự leo thang này có thể dẫn đến chiến tranh quy ước đức cha samson tuyên bố cả hai nước ấn độ và pakistan phải tôn trọng lẫn nhau và phải thực tế và phải tìm hiểu thực tại và làm việc cùng nhau vì thiện ích chung thay vì đe dọa lẫn nhau các nhà lãnh đạo của cả hai nước phải làm việc cùng nhau và dành ưu tiên cho việc duy trì hòa bình chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai quốc gia cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại thông qua các cuộc đàm phán tại bàn hòa đàm thay vì tiếp tục leo thang các lời buộc tội lẫn nhau cha kaisa Feroz, dòng francisco capuchin thưa ký điều hành của ủy ban truyền thông xã hội thuộc hội đồng giám mục pakistan nói với fides tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai nước nên sử dụng thiện trí chí chính trị để giải quyết vấn đề Kashmir. Chiến tranh không bao giờ là con đường đúng đắn, hòa bình và nới lỏng các căng thẳng chính trị chắc chắn sẽ mang lại sự thịnh vượng ở cả hai bên biên giới. Chúng ta phải chọn con đường đối thoại và giải quyết xung đột trong hòa bình. Lãnh đạo Ấn Độ cáo buộc Pakistan liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan Imran Khan phủ nhận sự liên can của chính quyền Pakistan trong vụ tấn công này và đã đề nghị Ấn Độ hỗ trợ cho một cuộc điều tra. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, những hoạt động bác ái đầu năm 2019 của Caritas Hà Nội Trong hai ngày 22 và 23 tháng 2 năm 2019, Caritas Hà Nội đã cộng tác với quý ân nhân, nhân tại Canada và Bệnh viện mắt Hà Nội thực hiện chương trình mổ mắt từ thiện cho các bệnh nhân nghèo và trao 300 xuất quà cho các anh chị em khuyết tật trong Tổng giáo phận Hà Nội. Ngay trong những ngày mừng xuân kỷ hời, Caritas Hà Nội đã thông báo chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho những người có chỉ định mổ mộ mộng, quặm và thay thủy tinh thể. Thông báo đã mang lại niềm vui rất lớn cho những anh chị em đang mong mỏi từ rất lâu với hy vọng có được đôi mắt sáng. Sáng ngày 22 tháng 2, Tất cả các bệnh nhân đến phẫu thuật đã nhận được sự đón tiếp, hướng dẫn tận tình của quý sơ, quý hội viên Caritas và các bạn sinh viên tình nguyện. Đặc biệt, những lời chia sẻ, động viên và chúc lành của đức tổng giám mục Xe Vũ Văn Thiên và cha giám đốc Caritas Bruno Phạm Bá Quế đã làm cho các bệnh nhân rất cảm động. Ngày phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp nhờ sự cộng tác hết sức nhiệt tình của các y bác sĩ bệnh viện mắt Hà Nội. Song song với chương trình phẫu thuật mắt, chiều ngày 22 tháng 2 và sáng ngày 23 tháng 2, Caritas Hà Nội đã cùng với quý ân nhân đến trao quà cho ba anh chị em khuyết tật tại một số điểm thuộc các tỉnh Nam Định, Hà Nam và huyện Phú Xuyên. Chương trình bác ái trong những ngày đầu xuân đã báo hiệu một năm mới với nhiều điều may mắn, niềm vui và bình an đến với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng ngày càng có nhiều tấm lòng quảng đại hơn nữa để đem tình yêu Thiên Chúa đến với những anh chị em đang cần nâng đỡ. Tin Vatican, Sứ điệp mùa chay năm 2019 Sáng ngày 26 tháng 2, Phòng báo chí Tòa Thánh đã có cuộc họp báo về công bố sứ điệp mùa chay năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Chủ đề của sứ điệp năm nay lấy từ thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma Muôn loài thụ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Phát biểu trong buổi họp báo, Đức Hồng Y Tất Sơn nói, Con người không phải là trung tâm tự quy chiếu của thụ tạo, với đặc tính của mình là hình ảnh của Thiên Chúa, và trong thần khí của Thiên Chúa, con người là một phần tương liên và tương thuộc trong thế giới được tạo dựng. Đây là ý nghĩa của sứ điệp mùa chay năm nay công trình cứu độ và giải phóng nhân loại khỏi sự giữ và tội lỗi, diễn tả công trình cứu độ của tất cả tạo vật khỏi sự giữ do tội lỗi con người gây ra. Nội dung sứ điệp mùa chay năm nay gồm ba điểm. Trước tiên là mầu nhiệm cứu độ đã hoạt động trong đời sống dương thế của chúng ta, và mầu nhiệm này cũng chính là sự năng động chi phối lịch sử và toàn thể tạo thành. Như là những người con của Chúa, chúng ta cộng tác với mọi thụ tạo trong công trình cứu độ, vì muôn loài ngóng trông ngày thiên chúa mặc khải vinh quang của con cái người điểm thứ hai là sức mạnh phá hủy của tội tội là do chúng ta cắt đứt tương quan với thiên chúa với người khác và với mọi thụ tạo tội làm cho người ta xem chính mình là chúa của muôn loài là chủ của vạn vật do đó dẫn đến việc khai thác kiệt quệ mọi thụ tạo bao gồm cả con người lẫn môi trường điểm thứ ba là sức mạnh chữa làn của sự thống hối và tha thứ con đường đi đến phục sinh đòi chúng ta phải đổi mới khuôn mặt và trái tim ngang qua sự ăn năn hoán cải và ơn tha thứ và điều này được diễn tả cụ thể qua ba thực hành truyền thống trong mùa chay ăn chay cầu nguyện và bố thí điểm tin xã hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phúc cường đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau